lại với kênh Quê Miền Tây nha. Lời nói đầu cả nhà cho em xin chúc cả nhà luôn luôn vui khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà một cái món ăn, đó là bánh canh chay ha. Em mời cả nhà vào bếp cùng em nha. Ở đây em có hai miếng chả nè, chả chay nè, và hai miếng đậu hũ ha. Rồi có nấm đông cô em đã ngâm rồi cả nhà, một xíu nữa mình sẽ rửa ra ha. Đây em có củ sắn nè, một cái củ sắn, một cái củ cải trắng và một cái củ cải đỏ ha, em đã tỉa hoa như vậy rồi. Mình nêm với lại ngò rí với lại một ít ớt nha cả nhà. Rồi ăn rau ăn kèm là nè, giá hẹ với lại cần tàu ha. Cả nhà thích ăn cái loại nào thì để vào loại đó nha. Ở đây em có hành tím phi nè, lúc nãy em đã phi rồi ha. Bây giờ em mời cả nhà bắt tay cùng em vào bếp nha. Bây giờ em sẽ xắt cái phần chả này ra nha cả nhà. Em xắt ra rồi em chiên lại ha. Cả nhà muốn để như thế này cũng được, mà xắt ra cũng được, nhưng mà em thích xắt ra rồi mình chiên lại ăn nó ngon hơn. Chả này ngon lắm cả nhà ơi, ngon lắm luôn á. Cái nồi nước của em bắt lên đã sôi rồi đó cả nhà. Em để củ sắn vào ha. Cái củ sắn này mình để vào nó sẽ cái ngọt cái nước của mình nè. Rồi để cái củ cải trắng vô cho nó trong nước luôn. Bây giờ trước tiên là để củ sắn vô trước nha. Rồi em sẽ thêm một ít gia vị vào cả nhà. Một ít đường nè, rồi bột ngọt luôn, rồi hạt nêm với lại một ít muối á cả nhà ơi. Tùy theo khẩu vị mỗi người nha. Hôm nay em chỉ chia sẻ cho cả nhà thôi chứ em nấu ăn còn kém lắm nha cả nhà. Chia sẻ xem hôm nay em ăn gì thôi nha cả nhà. Thêm một ít hạt nêm nữa. Em sẽ để nấm đông cô vào nha cả nhà. Cái phần nấm thì em đã ngâm rồi, rửa sạch rồi, em để vào nấu luôn cho nó mau chín thì lại nó ngọt. Này cái món bánh canh của em nè cả nhà, bánh canh chay ha. Cả nhà thấy có hấp dẫn không nè? Bây giờ em sẽ để ra tô và mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Bây giờ thì chuẩn bị ăn thôi cả nhà ơi. Em ăn với lại giá hẹ nè, với lại cần tàu ha. Đây là bánh canh bột sắt do em làm luôn nè. Nhìn cái màu rất là ngon luôn cả nhà ha. Bánh canh bột sắt. Bánh canh bột sắt bí đỏ này nè, cũng dễ làm lắm á cả nhà. Nếu như mà có ai chưa làm á thì hãy vào cái kênh của em ha. Em có làm một cái món bánh canh bột sắt bí đỏ này rồi nè. Em sẽ để dưới một cái đường link đó. Cả nhà vào cái đường link đó xem giúp em nha cả nhà ơi. Rồi nhìn hấp dẫn quá. Đây cái tô bánh canh của em đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Em cảm ơn cả nhà và các bạn đã ủng hộ em. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Bây giờ em sẽ xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cái món bánh canh của em, bánh canh chả nè, đã hoàn thành rồi cả nhà. Cả nhà thấy có hấp dẫn không nè? Em cảm ơn cả nhà và các bạn đã ủng hộ em từ trước đến giờ. Rất mong là được sự ủng hộ của đại gia đình của mình nữa nha. Nếu thấy thích kênh của em, hãy cho em một like và đăng ký kênh ủng hộ. Em rất là cảm ơn luôn. Em chúc cả nhà xem vui vẻ nha. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào video sau nhé.